Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, Thánh nữ Đồng Trinh, sinh năm 1873, mất năm 1897. Teresa Hài Đồng Giê-xu sinh vào ngày 2 tháng Giêng năm 1873 tại Alencon, nước Pháp. Ngài là con thứ 9 của hai ông bà Louis và Martin Zelier Zitrin. Trước khi hai ông bà đã có ý nguyện dâng con mình phục sự Chúa trong tu viện mà không thành, bù lại năm người con đều đã hiến thân theo đời sống tu trì. Khi sinh Teresa, mẹ ngài đã nói: "Tôi chỉ ước ao có nhiều con để dẫn chúng về trời." Nhưng khi mới lên 4, Teresa đã mất mẹ. Bà chết vì căn bệnh ung thư, nhưng được sự diệu hiền của người cha đã bao bọc thánh nữ suốt quãng đời thơ ấu. Một buổi chiều níu tay cha, Teresa chỉ lên trời mà nói: "Cha ơi, xem kìa, tên con đã được viết trên trời." Dù còn nhỏ tuổi, lên 3, ngài nhớ rằng mình đã không từ chối Chúa điều gì. Ngài đã cố sửa tính cứng đầu, ích kỷ hay thay đổi. Lúc lên 10, ngài đã ngã bệnh. Nhưng ngài đã thấy tượng Đức Trinh Nữ mỉm cười với mình và cơn bệnh biến mất. Teresa luôn nghĩ tới những sự trên trời. Ngài nói rằng Chúa Giê-xu đã chết trên thánh giá để cứu rỗi các linh hồn. Nhưng thật đáng buồn khi có rất nhiều người không đáp lại lời mời gọi của Chúa. Bởi thế, thánh nữ đã cầu nguyện và thống hối để đưa các linh hồn về trời. Có một kẻ cướp tên là Ranzini bị kết án tử hình. Thánh nữ đã tự ý cầu nguyện cho hắn được ơn hối cải. Ngài còn xin một dấu chỉ chứng tỏ hắn hối cải. Và rồi tên cướp đã từng từ chối sự giúp đỡ của linh mục. Lúc lên đoạn đầu đài, bỗng quay nhìn thánh giá và hôn 3 lần. Từ nhỏ đã quyết nên thánh, Teresa muốn sớm được tận hiến cho Chúa. 15 tuổi, ngài đã ước ao được gia nhập dòng kính. Không được phép, ngài hành hương đi Roma để xin phép Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã chỉ trả lời ngài: "Nếu Chúa muốn." Đức Giám mục Beus đã cho phép ngài vào dòng ngay, nơi đây đã có 3 người chị của ngài. Nhận được tên của Teresa của Chúa Giê-xu Hài Đồng, ngài thêm vào của mình. Ngài khấn dòng, ngài cầu nguyện: "Ôi Chúa Giê-xu, con xin ơn bình an và tình yêu vô bờ bến. Xin cho con được tử đạo trong lòng hay nơi thân xác, hay tốt hơn được tử đạo cả hai. Chính nhờ con đường thơ tin tưởng và phó thác mà thánh nữ đã đạt được tuyệt đỉnh thánh thiện, hoàn tất đời sống ơn gọi tình yêu và đau khổ. Ngài đã quyết không từ bỏ một hy sinh nhỏ bé nào. Ngài đã chịu bề trên hiểu lầm và đối xử cách nghiêm khắc, chịu giá lạnh và hy sinh liên tục. Ngài đã bị trách mắng bất công, bị thử thách đủ loại, mà chỉ đáp lại bằng nụ cười. Người ta chỉ gặp thấy nơi Ngài ánh sáng bình an và không thể đoán biết nỗi đau khổ mà dường như Ngài muốn giấu cả Chúa nữa. Con cố gắng mỉm cười khi phải đau khổ, để Chúa nhân lành như bị lừa bởi dáng vẻ bên ngoài, cũng không biết rằng con phải đau khổ nữa. Lạnh lẽo, ngài không chà tay, đau chân, ngài chú ý kẻo chân đi khập khiễng. Ngài âm thầm thực hiện những việc giúp đỡ phiền hà nhất. Một chị bạn làm bể chiếc bình, nhưng ngài bị la rầy mà ngài vẫn cúi đầu nhận lỗi. Một chị bạn đã găm kim vào da thịt ngài như giúp ngài đội khăn mà ngài vẫn cảm ơn không hề kêu trách. Một nữ tu già kỳ chướng cần được sự giúp đỡ, Teresa tận tụy phục vụ bà và chỉ mỉm cười đáp lại những phiền trách của bà. Người ta hỏi ngài: "Chị nói thế nào là ở một trẻ thơ trước mặt Chúa?" Ngài trả lời: "Là khiêm tốn đón nhận mọi sự bởi Chúa nhân lành, như một trẻ thơ chờ đón tất cả bởi tay cha nó. Mọi sự khác chẳng quan hệ gì." Thật là viển vông khi muốn vài chục người chung quanh quý chuộng,
tôi chỉ mong được yêu thương ở trên trời, bởi vì chỉ ở đó mới hoàn hảo mà thôi. Ngài không đòi được soi sáng nữa, khiêm tốn và phó thác tin rằng: tôi không mơ ước được thấy Chúa và các thánh của Ngài như nhiều người ước ao và nhìn thấy và thấu hiểu mọi sự, mà chỉ muốn ở lại trong cuộc sống đức tin. Giáo thuyết rất đơn sơ, nhưng sâu sắc của Ngài được nuôi dưỡng không ngừng bằng những suy ngẫm và được trình bày trong cuốn Một Tâm Hồn. Chị Ngài, mẹ Anne thời đó, đã truyền cho Ngài viết lại những ký ức này. Sợ rằng việc này làm phân tâm, nhưng vì phân lời Ngài đã thực hiện, thế là chúng ta có được một sứ điệp khôn sánh về đức khiêm hạ, sức mạnh tình yêu và phó thác. Con người muốn bé nhỏ ấy lại có những ước muốn vô cùng to lớn. Con thấy mình có ơn gọi làm chiến sĩ, làm linh mục, làm tông đồ, làm tiến sĩ và chịu tử đạo. Và Ngài lại chỉ thực hiện những hy sinh nhỏ, được biết nên trong sáng bởi tình yêu đại độ. Một phương thế để nên trọn lành ư, con chỉ biết có tình yêu. Vào tháng 6 năm 1894, có triệu chứng đầu tiên của thánh nữ bị bệnh lao. Dù vậy, Ngài vẫn tiếp tục bổn phận và không tìm cách giảm bớt một công tác nào cả. Không hiểu biết, người ta trách Ngài biến nhát. Hơn nữa, Ngài còn bị thử thách nặng nề trong tâm hồn, ngập chìm trong tâm tối. Ngài như bị mất đức tin, nhưng vẫn dũng cảm trung thành với Chúa. Khi người ta mang đến một ly thuốc đỏ đẹp, Ngài nói: ly thuốc đỏ này, người ta tưởng là đầy rượu ngon. Thực sự chưa bao giờ tôi đã phải uống một thứ thuốc nào đắng hơn. Đó là hình ảnh đời của tôi. Dưới mắt người khác, nó đầy màu sắc vui mắt. Người ta tưởng tôi uống một thứ rượu ngon ngọt, nhưng thực sự nó là thuốc đắng. Sau những cơn đau đớn dữ dằn, Ngài nói: con không hối hận vì đã hiến mình cho tình yêu. Đặc biệt hơn, sắp từ trần, Ngài hứa: trên trời con sẽ làm mưa hoa hồng xuống. Vào ngày 30 tháng 9 năm 1897, Ngài qua đời tại phòng bệnh dòng kín Lisieux. Ngày 17 tháng 5 năm 1925, Ngài được tôn vinh lên hàng các thánh. Vào năm 1927, Đức Pio thứ 11 đã đặt thánh nữ làm quan thầy mọi công cuộc truyền giáo.